Cho Quỳnh, bụng ngon anh rồi chứ? Ừ, bụng em rồi, em cảm thấy là khá là ổn rồi đó. Em cứ tưởng là phải đau lắm cơ, làm em xin nghỉ làm hết cả phép. Nay đến là để định xem tay đúng không? Đúng rồi ạ, vì em thấy là bụng mà còn không đau thế này thì tiện khoản nào hút luôn khoản đấy luôn. Tay của em thì mỡ cũng không nhiều đâu. Anh làm được bao nhiêu thì anh sẽ nói bấy nhiêu thôi. Tay của em thiếu chỉ được, nó sẽ giảm đi khoảng tầm 15% so với cái vòng bắt tay của em đó. Vì là cái cơ, cái xương của em nó to. Nếu như mà trên cái phương diện anh đo bằng tay này nhá, thì cái khối mỡ này của em nó chỉ chiếm khoảng 20%, tức là 1/5 cái vòng bắt tay này thôi. Thì mà mình hút nó sẽ có giảm đi, nhưng mà nó sẽ không nhìn thấy một cách rõ rệt giống như những người mà người ta to mỡ. Em nhìn thấy nhiều thế này mà, lúc nào thế này mà. Đấy là em thấy thôi, còn nhiều của anh là nó khác cơ. Của em cơ to và xương to. Với cả là vì sao mà 20% mình chỉ làm lấy được 15% thôi, là vì là cái mình phải để lại một lớp mỡ dưới da để cho da nó mềm mại và cái phục hồi da nó sẽ tốt hơn, nó không bị dính. Tuy nhiên là với cái lượng mỡ như thế này thì cũng xứng đáng để hút rồi. Nice. Rồi thế giờ đứng lên anh xem đùi nào. Đùi em thì nhiều mỡ đấy, trông nhìn khá là to. Với cái đùi này của em thì hút chắc là nó cũng giảm được khá là nhiều. Nó phải tới 30-40%. Đùi hút thì sẽ ok hơn, cải thiện rõ ràng hơn so với tay nhé. Vâng, thế em cứ làm đẹp nhất cho em. Em còn một con bạn nữa mà nó cứ bảo em là mày làm trước đi mà nó còn béo hơn em. Đến tầm này còn đến bác sĩ làm bao nhiêu lâu rồi? Bảo bạn em là không phải chuột bạch nữa đâu, hai đứa em làm cùng một lúc luôn được. Có khi đến làm cùng một lúc còn được giảm giá chứ. Ừ, đang có chương trình rồi ạ, em để tiền gọi điện cho nó luôn. Thường thường đi đôi, lúc nào bọn anh đi đôi đi ba, lúc nào chả có những cái ưu đãi nhất định.